Chào các bạn. Hôm nay đến thăm nhà anh Phúc ở thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Anh chuyên kinh doanh buôn bán cây hoa cảnh các loại. Ở đây thì có một số cái cây hoa hồng giáng chi. Như các bạn quan sát thấy, trước mặt các bạn đây là tổng thể của một cây. Cây này cao tầm khoảng 1,5 m đến 1,7 m. Còn tổng thể thì lên tận những cái ngọn nó đang phát triển đây thì tầm phải 2 m. Đấy. Đang nở hoa rất là đẹp. Với cái vòng tán của nó thì báo cáo các bạn nó tầm khoảng hơn 1 m. Rất rộng, rất đẹp. Đây các bạn thấy này. Rất đẹp. Còn gốc thì các bạn thấy này, to tầm khoảng bằng nắm dao nhỏ. Đây các bạn thấy rất đẹp. Và đây là một cây bưởi cảnh rất tuyệt vời. Đây tiếp theo một cây hoa hồng giáng chi nữa. Và một cây hoa giấy ngũ sắc đủ 5 màu các bạn. Cao tầm khoảng hơn 1 m. Đang được uống thành cái quả cầu hoa. Trông cũng rất là gọn và cái Tết này thì các bạn có thể chơi được rồi, rất đẹp. Đủ 5 màu các bạn ạ. Tiếp theo lại một cái hoa hồng giáng chi nữa. Ở các cái dạng và các màu sắc khác nhau. Những cái giống cây hoa rất đẹp. Và đây cũng là một cây hoa giấy giáng chi. Cây này chắc là loại 2 màu các bạn. Cũng là nhiều hơn đấy. Đây có thể là cũng là, không biết là được ngũ sắc chưa, nhưng mà thấy mình thấy cũng là cũng 3-4 loại màu rồi đây. Chắc cũng ngũ sắc đây các bạn này. Đấy. Rất đẹp, cũng ngũ sắc rồi. Cây này cao khoảng gần 2 mét các bạn. Đấy, như cây bên cạnh này thì phải 2 mét. Hơn 2 mét. Đấy, hoa rất sặc sỡ, rất đẹp. Đây còn tiếp đây là những cái cây hoa dây nặng dây neo. Và đây một cây hoa giấy giáng chi đang được tạo tác. Bây giờ nghe thấy cái phong trào chơi cái hoa giấy giáng chi này cũng rất là nhiều. Nó vừa dễ chơi mà thành những cái cầu hoa rất là đẹp. Đấy. Cây này gốc vệ thì hoành gốc cũng khỏe gần 20. Cao phải 2 mét, hơn 2 mét.
Đấy. Bên cạnh là một cái cây ngũ sắc nhưng mà chưa được đầy đủ hoa, đang được chế độ tiếp tục chăm sóc. Cái hồng bạch các bạn này. Đấy. Rất nhiều hoa hải đường. Đấy. Với những cây kim ngân lượng rất đẹp. Vâng. Đây có cây như là cây gọi là cây dứa hay cái gì, thiết mộc lan hả? Có thiết tùng bách hợp ấy. Tùng bách hợp trông như kiểu thiết mộc lan đấy đúng không? Cây đẹp, rất đẹp. Đấy, lá rất là đẹp. Đấy đúng rồi, lá như thế, cây tùng bách hợp hả? Gọi là tùng bách hợp ấy nhỉ? Tùng bách hợp. Đấy, rất đẹp. Đấy, cây này cũng rất là phong thủy và rất đẹp mắt các bạn. Đấy, cây này cao tầm khoảng 80 phân. Đấy, trên chậu các bạn thấy. Đấy, để khu vực bàn làm việc thì cũng rất tuyệt vời, hoặc trước cửa nhà. Rất là ý nghĩa. Và những cây hạnh phúc rất là lớn đẹp. Cao khoảng 1,5 m. Vâng, là mấy phút nữa anh. Đấy. Nhành rất là nhiều cây. À, đây là cây đỗ quyên phải không anh nhỉ? Vâng, cây đỗ quyên này, có đỗ quyên dáng lùm đẹp không? Như một nay mai nó nở ra thì một cái tán hoa, quả cầu hoa thật tuyệt vời. Đấy, một quả cầu hoa nãng hoa rất đẹp. Mà cây này chỉ cao khoảng 50 phân thôi mà đặc sệt bông tay. Toàn nụ. Đấy, các bạn thấy rất là nùn nực, rất đẹp. Đấy. Như cây này thì là bao nhiêu tiền một cây anh ơi? 1.200.000. Đấy, hoành gốc chắc cái tầm khoảng 20. Cũng khá nổi, khá đẹp. Đấy. Rất tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy một cái đây một cái găng tay của mình đặt ra thì không ăn thua gì. Đấy, nó phải gần mét cái tán này. Đặc sệt như thế này. Các bạn thấy đặc sệt luôn. Đấy, nó nở hoa, cái đỗ quyên nó nở ra mà đặc sệt hàng mét này thì quá là đỉnh luôn. Vâng. Rất tuyệt vời. Đấy, để bàn ống nước thì quá đẳng cấp đây. Đây quay cái đỗ quyên này cho mọi người khách xem. Vâng, đây, còn đây là một đỗ quyên nhỏ. Đây là nhà anh Phúc này, khách thì cũng đang ngồi ống nước nói chuyện và cũng đang chuẩn bị giao lưu. Đấy. Còn đây là một loạt các cái cây đỗ quyên nhỏ. Cái cây nhỏ nhỏ thì bao nhiêu tiền một cây anh? Đấy, toàn 220.000 mà được các bạn được một cái chậu hoa đỗ quyên như thế này. Đấy. Đây hoa của nó đây. Quá đẹp. Quá nhiều hoa. Đấy. Cây này chỉ cao khoảng 3-40 phân thôi. 3-40 phân.
Đấy. Cao 34 phân mà cái tán hoa của nó thì cũng phải là 50 phân. Rất nhiều hoa đặc nụ như thế này. Cây nào cũng thế các bạn ạ. Những cái hoa đỗ quyên quá đẹp. Đây là chắc là chúng ta chuẩn chuẩn bị hàng Tết đây. Vâng, còn về nữa. Nay mai về phải kín mít cái sân thì không đi được. Sân bên kia. Thì em ra này em đưa cái lan này là toàn là lan hồ điệp ấy, phải không? Vâng, toàn hồ điệp ấy. À, bao nhiêu tiền một giò này? Đào mát thiên hồng đấy. Bao nhiêu tiền một giò này? Hàng đạt đạt đấy. Hai nhánh đúng không? Vâng, hai nhánh. Đấy, mỗi giò là hai nhánh. Vâng. Bao nhiêu tiền một giò anh ơi? 150 anh ạ. 150.000 một giò. Đấy là bán rẻ, còn nếu mà khách mua nhiều thì giá rẻ. Đấy, mà các bạn, nếu mà bạn nào mà lấy nhiều thì có thể được giảm giá chút ít. Và chậu cho khách đấy. Các bạn thấy hoa rất là tuyệt vời luôn, hoa nan. Đấy. Rất nhiều các bạn ạ. Đấy, đáp ứng đầy đủ cho cái nhu cầu của các bạn. Không thiếu gì. Đấy, và có cả màu, các màu khác nhau. Vâng. Nó còn 3 màu tất cả. Đấy, nó có 3 màu các bạn nhá. Này mai nó còn về khoảng độ 5 6 màu nữa. Vâng. Còn đây là cây dâu tây à? Cây dâu tây ạ. Dâu vâng. Tây của Sơn La đấy. Đấy. Dâu tây là dâu tây Sơn La. Đây, những cây dâu tây bao nhiêu tiền một cây dâu tây này? Cháu nó gửi cho khách, nó gửi trên Học viện Nông nghiệp về à, giá rất rẻ. À thế à? Vâng. Đấy các bạn thấy quả nó ra rồi. Giống này rất gửi nó chuyển tiền cho chuyển tiền cho nó thì mình cũng biết. Đấy. Những quả dâu tây chín mọng rất là đẹp mắt, rất thích các bạn này. Đấy. Đấy, nhưng mà đây là các cháu nó mới gửi từ khu vực trung tâm giống về nhưng nên là chưa nắm được giá, nhưng mà phải nói rất là đẹp, rất là thích. Rất đẹp. Những cây kim ngân lượng cũng rất tuyệt vời, rất phong thủy. Thế thì hôm nay đến thăm nhà anh Phúc, chuyên kinh doanh buôn bán cây hoa cảnh các loại. Đặc biệt giai đoạn này phục vụ ở Tết Nguyên Đán thì báo cáo các bạn là những cây hoa như lan, kim ngân lượng, thế rồi là đỗ quyên, rồi rất là nhiều các cái loại cây khác nữa, đều rất là đẹp, rất tuyệt vời. Và gia đình thì bán với những cái giá gọi là xỉ nẻ, rất hợp lý và phải chăng. Đấy. Thì số điện thoại thì mình sẽ để ở phần tiêu đề của video. Để các bạn là tiện liên hệ, còn là bạn nào mà có điều kiện được đến thì chợ thị trấn Vĩnh Bảo hỏi anh Phúc à. Thì các bạn sẽ chọn cho mình những cái cây chơi Tết hợp lý và theo sở thích của mình, tọa nguyện như ý. Thì video cũng đã dài, thời gian không cho phép, mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui khỏe, hạnh phúc và tọa nguyện như ý. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.